Xin chào các anh em, hôm nay mình với cái chủ đề là chế cháo cái con tay khiển RC này. Đó. RX đây là tay RX nhé. Thì hôm nay là mình muốn biến cái tay RX này là để dùng để điều khiển cái động cơ DC. Đó, động cơ DC. Thì cái này cần ga thì các bạn đều biết rồi. Còn đây là cần lái. Thì bây giờ là cái phần ga này, cần ga này thì là nó sẽ bao giờ cũng phải để hạ thấp xuống cuối cùng này. Nhưng bây giờ mình muốn chế cái cần ga này là khi mà bình thường là lúc nào nó cũng để cân ở giữa này. À, giống như thằng cần lái này, cần lái bên đây, bên tay trái phải này. Thế thì cái cần này ấy, thì mình nó đang nó không cân giữa. À, cân đẩy lên đẩy xuống là không cân giữa. Mà tại sao lại cần phải để nó cân giữa? Bởi vì nó cân giữa này nhé, như này. Thì khi mà mình muốn đẩy lên trên thì là tiến. Thế, về giữa thì là đứng yên và gạt xuống dưới thì là lùi. À, thì cái con xe của mình muốn chế theo kiểu đấy. À, để thay đổi tốc độ ở đây. Thế còn riêng ở chỗ này thì là cần lái. Lái ở chỗ này. Đó. À. Đấy, thì giờ mình sẽ chế thế. Rồi, ok. Thì mình cũng đã tháo rồi đây. Tháo chiếc xe, chiếc lưới kia ra. Đấy, thì cái RX bên đây ấy, thì mình đã tháo cái gá để cho nó cân 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 giữa ở đây rồi. Thì đây chính là cái phần này. Nó sẽ bao gồm một chiếc cái tay này, à, cái tay này cộng với lại một cái nò xo, à, nò xo này. Đấy, thì hai cái này nó sẽ lắp vào trong tường này. Thì bây giờ với cái thằng này thì mình sẽ tháo cái thằng này ra, thằng giữ giữ này ra. Đấy, và ở chỗ này nó cũng có sẵn cái gá rồi. Đấy, mình sẽ lắp cái gá này vào phía đây và đưa cái nò xo vào đây là xong. Thì là mình sẽ gá được cái thằng này vào đây. Thế thì để gá được thằng này vào đây ấy, thì mình sẽ in một cái mã nhựa. In 3D cái mã nhựa này nhé. À, mã nhựa này, các bạn nhìn nhé. Giữa cái mã nhựa này với cái mã nhựa gốc của nó này. À, vẽ cũng tương đối là giống nhau luôn nhé. Thế thì riêng cái phần cuối cùng này ấy, thì mình sẽ sử dụng một cái thanh thép. Bạn ra mua cái dây thép nhé, cái dây thép mà loại 1 ly đấy. À, là thoải mái rồi nhé, 1 ly là ok. Bạn cắt đúng bằng chiều ngang, bạn luồn vào giữa này. Bởi vì cái chỗ này là chỗ chuyển động, nên ra mình chỉ cần cái thanh thép mà được rồi. À, và kiếm một cái nò xo như thế này nữa. À, nò xo này nữa xong. Rồi, ok. Đấy là công tác chuẩn bị. Và còn một thêm một cái nữa. Một cái miếng gá ở đây. Cái gá ở đây thì các bạn có thể uốn dây thép cũng được nhé. Tí mình sẽ làm cái quả uốn dây thép ở đây cho. Rồi, ok. Bây giờ tiến hành làm thôi. À, tiếp theo là đến cái nò xo. Cái nò xo mà để có cái nò xo kéo mà nó giống như cái kiểu này này. Đây, cái này vừa rồi mình làm xong nhé. Thì thường là mình sẽ kiếm được những cái nò xo, nó là nò xo nén. À, thì để làm được cái biến cái nò xo nén thành cái nò xo kéo. Thì các bạn dùng cái nò xo kéo này. À, nó xo nén này này, các bạn bẻ thành hai đầu như thế này. Đấy, sau khi bẻ xong thì bạn dùng một cái kìm hay cái gắp, giống như cái gắp này của mình chẳng hạn, thì mình sẽ ép hai cái này vào nhau. Đó. Thế xong bạn chỉ cần hơ qua ngọn lửa thôi. Đấy, mình lấy cái đèn bật mình hơ qua, thì khi hơ xong cái nó hơi hơi hồng hồng lên, thì mình giữ một lúc, hoặc là mình rúng xuống nước. Thế thì lúc mình bỏ ra thì nó trở thành cái nò xo kéo luôn. À, nó định hình luôn như thế này cho mình nhá. Thì đây là cái cách để mình chế ra cái nò xo kéo. Ok, bây giờ có cái nò xo kéo rồi thì mình sẽ tiến hành mình lắp thôi. Rồi, bây giờ mình tiếp theo mình sẽ chế một cái gá giống như thằng này. Đây, thằng này nó có một cái gá để chúng ta bắt cái nò xo vào trong đây nhé. À, thì bây giờ mình không có cái này thì mình sẽ phải dùng cái thép này nhé để các bạn chế vào đây. À, thì bạn sẽ uốn thành một cái chữ U. Đó, để mình kê cho nó vào để cho nó
nó ăn vào đúng phần chữ U này, nó bẻ ngược này lên xong nó làm cái vòng cua ra ra ngoài là được. Xong sau đó thì uốn vòng ngược lên đi. Chúng ta dùng cái thép loại 1 mini thôi. Đây mình có thể cho nó gập xuống đây được. Xong đó. Sau đó mình đặt nó lên thế. Đó. Thế là cái này nó cũng đã có một cái lực để nó giữ được rồi. Đó. Sau đó thì cái chỗ này thì bạn sẽ tháo ra nhé. Tháo ra. Dùng tôi biết để tháo ra. Cái này bạn có thể bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái càng này với này. Cái nó xo này vào. Đây, mình mặc ngoài trước xem nào. À, chỗ này nó hơi bị nên nấc này. À. Ok, thì mình để này mình cho vào. Đây, chỗ nhanh. Dễ làm. Rồi ok xong. Kéo nó lên đây nữa là xong. Cái trên đây nếu mà bạn thấy nó cao quá thì bạn ấn thấp xuống xuống thế này. Rồi ok. Đậy. Đã đậy xong. Nếp lại cái chân này cho nó tháo đi. Đó. Ok. Ồ, ngon luôn. Quá ngon luôn nhé các bạn nhé. À, quá ngon luôn. Rồi, ốp vào xem nào. Đấy, cân giữa luôn này. À, lực đẩy mạnh luôn nhé. Ngon luôn. À, thì khi mà muốn tăng tiến thì mình sẽ đẩy ga lên. Xong sau đó lái ở bên đây. Lái bên đây. À, thế khi mà dừng thì mình có thể bỏ tay ra nó về đúng vị trí dừng luôn. Mình kéo xuống để mình lùi, mình lái bên đây. Thì với cái bộ này mình sẽ chế sang để điều khiển motor DC chỗ than nhé. Chuyển sang đấy. Ok. Các bạn có thắc mắc gì thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969 để có thể là tư vấn thiết kế để nâng cấp với những cái tay RX này với lại TX. Cái này nó đi kèm với cái TX nhé. À, cái TX là nó sẽ kết nối với bộ này thôi. Còn mình bên mình này. À, thì mình bên mình là cũng có cả làm cả cái hệ thống giải mã. Giải mã tín hiệu luôn nhé. Tức là cái tín hiệu của thằng TX này. Nó sẽ đi vào. À, đi vào cái bo mạch này. Bo mạch của Arduino này. Xong giải mã. Giải mã xong đưa ra cái bộ điều tốc cho động cơ nhé. Thì bên mình cũng làm cả những cái dự án về giải mã cho cái tay RX này để chúng ta lấy tất cả các tín hiệu điều khiển từ cái tay TX này. Ok, các bạn có nhu cầu gì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.